Hôm nay biết không? Đây, cái này anh cứ bằng hết thiết bị ai à? Nay giới thiệu với anh em một món truyền thống, đó là món tiết canh vịt của mấy anh em đầu bếp Nghiệp Dư thôi nhá. Anh em chúng tôi này cuối tuần. Ôi đừng có băng đấy, cô chú ơi. Mẹ khóc chợ đó ăn ở đâu? Hơi xương. Thành em. Món tiết canh vịt truyền thống. Mặc dù các đầu bếp chỉ là Nghiệp Dư thôi nhưng mà anh em sẽ được chứng kiến những món cực kỳ đặc biệt. Tôi sẽ giới thiệu cho em từ đoạn sơ chế này cho đến lúc ra sản phẩm. Nguyên liệu thì chúng tôi dùng nguyên vịt thôi. Nhiều người thì người ta dùng thêm nhân lợn hoặc là bồ câu nhưng mà nó sẽ không đúng chất là tiết canh vịt đấy nhá. Đây là gồm có lòng mề này, cái nhân, chúng tôi hay gọi là nhân, một số anh em gọi là bổi này. Nhân bổi thì gồm có lòng mề cho mềm này, một số cái đầu chối xương để cho nó ăn nó vừa có sụn này vừa cứng. Đấy. Cổ cánh thì anh em lấy nguyên thịt thôi, không lấy xương thì nó sẽ xương cánh nó sẽ cứng dễ bị hóc. Nếu mà vịt non thì anh em có thể lấy xương cũng được, còn xương thì phải băm rất là kỹ nếu không sẽ hơi hại dạ dày. Đây chúng tôi chỉ dùng lòng mề này, thịt cánh này và các đầu chối xương có sụn, cổ. Ba con vịt nhưng phải làm sao đánh được là 5 đĩa tiết canh lớn anh em ạ. Đây. Đây là cả một nghệ thuật. Một là tiết phải rất nhiều, hai là nhân phải rất là khéo. Đây giới thiệu với anh em, đây là cái chủ chốt của nhân, nó gồm có lòng mề này, ăn để cho nó mềm này. Lòng mề. Còn cổ thì để cho nó có cái chút cứng cứng, anh em nhấm rượu thì nó mới thích, còn mềm quá thì các cụ thôi. Anh này thì cũng chưa phải là chuyên nghiệp gì, nó chỉ là Nghiệp Dư thôi nhưng mà tay nghề xếp vào có số có má đấy anh em. Chưa phải chuyên nghiệp thì cũng có số má đấy. Trông cái động tác đập xương là biết như thế nào rồi đấy. Trông động tác đập xương là biết như thế nào rồi. Xương cổ thì phải đập, lấy sống lưng dao đập mềm ra xong nó mới băm. Đây là bổi sau khi đã băm rồi anh em nhé. Đây là lòng mề này. Cánh thì lấy nguyên thịt, từ cái xương cánh nó hơi cứng, lấy thịt mới đầu chối. Đấy, em xem chế tác, chế biến. Đấy, lọc với thịt. Rơi ra đất là anh nhẹ nhặt quay vào ngay, không cần phải thổi chiếc cái không. Rất nhanh rồi này. Đúng là Việt Nam. Cái gan kia phải thái lát để giải chốc nhá. Rồi. Có tính cần cù vậy. Thịt rơi đất thổi phù ăn ngay không vấn đề gì cả. Để chế biến được cái món tiết canh này thì quan trọng nhất là phải hãm tiết tốt. Nhưng mà anh em tôi hãm tiết thì là đạt đến mức độ chuyên nghiệp. Không bao giờ bị đông, không bao giờ bị đen, tiết đỏ. Thực ra nếu mà mổ con vịt mà không đánh tiết canh thì coi như là không ăn thịt vịt, không mổ vịt cả. Cần một đĩa tiết canh thôi là anh em đã say rồi. Nếu mà luộc ra mà không lấy tiết canh thì coi như không mổ vịt. Quê tôi là quan niệm đấy. Mổ vịt mà không đánh tiết canh tức là không mổ vịt.
chế biến. Đấy, còn thịt thì ăn thì chỉ có bao nhiêu này thôi anh em. Đầu cổ cánh là cánh tiết canh hết. Còn thịt này thì để cho các cụ, các chị em, các cháu ăn thôi, chứ còn anh em chỉ ăn tiết canh. Đây các anh em nhìn là chất lượng hãm tiết này, tiết đỏ như son, đỏ như son luôn anh em. Rất đơn giản. Nhìn anh em thưởng thức cái trình độ hãm tiết này, gió mà tiết còn rung rinh luôn này. Đấy. Hãm như thế thì mới đánh được tiết canh anh em ạ nhá. Chia bốn cũng chia bằng ớt mà hết mẹ rồi. Cái bên rái để chúng ta thị trường thấy ăn có cái quả cà của nó đâu ấy. Gọi rái nhá. À, chân quê mình gọi là rái à. Gọi là ngọc kê thì bây giờ con vịt. Con vịt thì từ Hán Việt nó là cái gì anh em hỏi nhé. Đây là cái mề để làm nhân anh em nhé. Làm nhân làm bổi. Nhưng còn cái này thì anh em nào chỉ cần một cái đầu này thôi là hết bữa rượu là say rồi. Thương nhận rồi. Không phải. Chỉ cần một cái đầu này thôi là ngồi hết bữa luôn. Ăn nhiều là nó gút, cũng không dám ăn nhiều. Bát tiết canh với cái đầu là được rồi. Ăn nhiều quá nó gút nguy hiểm lắm. Nhìn cái bát nhân này đã thấy nó chất rồi nhỉ. Này được 5 đĩa không nhỉ? Anh Vũ, 5 đĩa đúng không? Đấy, anh em nhìn cái đĩa nhân như thế này. Bấm này là rất là khéo anh ạ, mà nó bắn hết ra ngoài. Không cần phải lót. To thế? To. Thớt nhỏ. Thớt hơi bé. Nhân to quá thì... Anh em ăn tiết canh thì nó không sợ nó bị gút. Chào người đẹp nhá. Để giới thiệu anh em cái món truyền thống cái tay nghề của mấy anh chuyên nghiệp này. Cẩn thận vào băm xương cánh ăn vào hóc và chết đấy. Này không mà phải 5 đĩa. Bà đi to. Thôi anh ơi. Cái này để dành cho chị em ăn thôi. Thịt này anh em không ăn, anh em ăn tiết canh. Sau này chặn sướng nhỉ, nó khúc xe này này. Bây giờ bắt đầu đến công đoạn tinh chế anh em nhé. Xử lý cái nhân này xong đó thì bắt đầu đánh này. Cái này nên là phải ra một ông khác, ông kia thì ông chỉ làm nhiệm vụ sơ chế thôi, còn tinh chế lại phải ra công này cơ. Ông kia không tinh chế được. Ông này là chuyên nhiệm vụ hãm tiết và đánh ra bát, còn cái ông băm ban nãy là ông khác, ông lại có chuyên môn hóa riêng bác Phú bác làm. Về làm đi. Chuyên môn hóa lại khác. Bây giờ quân nó đông nên anh băm là anh phải cân nhắc từng miếng một đều nhau, nếu không anh em nó tị nhau mà ăn phải chia đấy, không đơn giản đâu. Băm phải cân nhắc lắm.
đấy, quân nó đông đấy, mâm nào phải cân nhắc. Để cho ra chợ nhá. Con gì đây? Bà ba. À? Bà ba đâu? Ừ đúng bà ba thật đấy. Úi giời ơi, là để viên bà ba ghế này. Bác này là bác cái chuyên môn là cái công đoạn sơ chế, còn công đoạn tinh chế thì là phải anh em khác. Mỗi anh em một công đoạn. Tiết canh thì phải rau hợp lý anh em ạ, thì ăn nó mới chất. Mẹ này phải 3 đĩa thầy. Bà này dày quá, 4 đĩa. Nhiều quá này, nhiều quá lại bị nhạt đấy. Tiết ít. 3 bát tiết này. Đây đĩa này luôn à? Anh em thấy không? Anh cho em cái đĩa này nữa. Đĩa không phải đĩa. Đây chưa? Đây đầy thế. Đấy. Bắt đầu giai đoạn chia thôi. Bảo bà mẹ xuống đi. Cũng nằm trên đấy. Chất lừ. Anh em quan sát cái đoạn quan trọng nhất đây. Đây là cái đoạn mà bắt đầu ra đĩa, chuẩn bị chỉ 5 phút nữa là lên mâm. Tiết hãm của gì mà gió nó cũng rung rinh như này được nhỉ? Không có tí màng, không một tí bọt nào anh em ạ. Nghe có vẻ như hơi nhiều. Hơi nhiều. Nhân tỷ lệ 1-2 anh em nhá. Một tiết hai nước. Tỷ lệ 1 xi 2 cát. 1 xi 2 cát ra bê tông luôn này, này này. Bê tông này sâu lạt luôn này đấy. Thấy không? Thị trường Vlog này. Đấy. Ui giời ơi. Cho dung dịch nó lên tí trên, nhiều dung dịch tí. Nén không tí cho dung dịch nó lên trên. Trong đấy tưới một tí dung dịch nguyên chất lên trên thì nó nhìn đỏ. Đúng. Câu chuyện là thế. Đúng rồi. Cái đĩa kia nó bé. Tưới dung dịch lên trên đấy anh em nhé. Đấy chờ được 2 lớp như thế. Tức là mình tráng một cái lớp xi tinh lên trên. Đúng. Xi tinh. Sau khi mà mình vào một xi 2 cát thì mình cho một lớp xi tinh lên trên. Không có chất sỏi không thầy? Không, không có sỏi. Bây giờ người ta dùng cấp cao không dùng sỏi đấy. Đấy, đi sỏi. Đấy. Điều nó sống. Rất chuyên nghiệp anh em ạ. Đấy. Đấy. Trên ông này cũng là xếp vào thành phần là tinh chế này anh em này. Ông này có ở giai đoạn cuối, đoạn đầu ra là được này. Ông là người này, còn một số anh em mà chỉ ở giai đoạn sơ chế giai đoạn 1 thôi. Không vào đoạn quan trọng nhất được. Kết luận mới là đoạn quan trọng. Đúng rồi, cốt kết luận đoạn chốt thì ra sản phẩm là quan trọng. Tất 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 tất. Ừ, nhiều nước thế. Không, cho nó nhiều tiết mới ngon. Đây. Ăn gì à? Anh em nhìn thấy chất lượng không? Đi đấy chị vừa cho tỏi và các thứ. Đấy. Chậu tiết luôn. Úi giời ơi. Giờ đây nữa đi. Đây nữa trên. Đấy. Vâng, đúng rồi, nữa đây. Nhìn là thấy ngất ngây. Tiết canh vịt này ăn nhiều. Cho bát riêng này. Mùa hè nó rất là mát đấy ạ. Rất là mát, đấy cho bát đấy. Câu chuyện là thế này này. Đấy. Tiết nó phải phành lên đúng không? Dung dịch nó lên thì nhìn nó chắc. Dung dịch nó phải nhảy nhụa. À, sao cho đây? Dung dịch là nó phải thôi. Cá được.
ấy u rồi ô. Nhiều quá đấy, cho dùng gì đấy thôi. Ôi giời, đậu lam ngon. Đã ăn đâu mà đã kêu ngon. Cái này thì ăn cơm không uống rượu các thầy cô nhá. Nhưng cái này uống rượu thì không hợp. Bây giờ là uống rượu bây giờ đấy. Ừ, uống rượu. Đấy. Anh em thấy là sản phẩm đã hoàn thành nhá. Giờ chỉ chờ 2 phút nữa để cho anh em xem chất lượng độ đông như thế nào thôi. Đây là vừa đánh xong này, đây này vẫn còn rung rung đây. Đấy nhá. Vừa đánh xong là hơi rung rung này thôi, nhưng lát nữa sẽ không có dòng cảm giác rung rung này nha anh em, đây hơi rung rung này thôi. À, phía bên này thì bộ phận sơ chế cũng đã xong cái món cơ bản này anh em ạ. Món này gọi là món cơ bản, gọi là món nguyên tố đa lượng, còn nguyên tố vi lượng này thôi. Gan cho là cái canh nhá. Đây là gan để trang điểm lên bát tiết canh anh em nhé. Mỗi bát tiết canh anh em chỉ được một miếng gan này thôi, thì gan nó hơi hiếm. Mỗi bát chỉ được một miếng này thôi. Xong nữa để tôi chia ra. Vung là nhìn trông thuận kìa. Thuận lắm, nhìn đấy, nhìn đấy. Dính nặng lắm. Chuyên nghiệp lắm. Biên chế thì nó chỉ là nghiệp dư thôi, nhưng mà thực chất tay nghề thì nó là đạt chuyên nghiệp, bán chuyên. Đây là món này gọi là trang điểm thêm cho tiết canh ăn cho nó đậm thôi em ạ. Bây giờ là 2 phút sau khi đánh để cho anh em đấy, trang điểm thêm gan lên để cho nó phấn son thêm, nhìn cho nó đậm đà. Sau đây thì 2 phút anh em sẽ kiểm tra chất lượng độ đông. Đây nha, đĩa này là đĩa đánh đầu tiên anh em nhìn nhé. Đây. Đây đông rồi. Bắt đầu đông rồi. Còn hơi rung rinh một tí nữa thôi. Nếu mà không đông người ta lấy thìa ta xúc nhỉ, ta húp. Ta húp chiếc canh. Để có thêm ít lạc nữa ăn thì. Đây là lạc để ăn với tiết canh anh em nhé. Thử đi nhân. À, giàng khá là khéo. Ừ, anh đừng cho vội nó hấp nước cho ngon. Lạc này giàng được. Được. Một hôm Tuấn giàng đèn xì. Được anh em ạ. Đây nhá. Em đây là sản phẩm đã hoàn thành nhỉ. Tôi tưởng là xì dầu này pha đi ngoài. Mời anh em lên mâm nhá.